Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng tôi thật ra thì không được khỏe, bị ho cảm những ngày qua, nhưng vì cái ngày giỗ của sư trưởng, vừa là hướng dẫn lúc mới tu mà cũng vừa là sư cậu, cho nên chúng tôi phải đi. Khi nghe cái giọng nói thì chắc có lẽ là quý vị cũng biết, nhưng mà chúng tôi cố gắng để thuyết cái thời pháp. Bây giờ chúng ta lễ bái Tam Bảo, nghe pháp. Arahang samma sambuddho bhagava puttang bhagavantang avivadimi svakhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho sanghanamami. Đệ tử xin thành kính nơi lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Đệ tử xin thành kính nơi lễ giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn. Đệ tử xin thành kính nơi lễ tăng chúng đệ tử Thế Tôn Bậc Thiện Hạnh. Nguyện hờ mong Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể chư tư nữ và quý Phật tử chúng ta có mặt hôm nay, mong cho tất cả đều sẽ vui tiến hóa, tu hành tinh tấn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có lẽ là các Phật tử chúng ta thấy sư lên trên thuyết pháp thì quý vị đã đoán biết về sư thuyết cái gì rồi, đến nỗi mà cười không thích nghe pháp, họ nói rằng sư lên thuyết pháp có nhiều đó mà cứ nói đi nói lại hoài, ở thời pháp này sang thời pháp khác. Thực ra thưa quý vị, Tam Tạng kinh điển Đức Phật chỉ có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà chúng ta thực hành suốt cuộc đời của chúng ta chưa có bao giờ hết. Một cái kho tàng vô tận. Và đừng nói chi là cái chuyện mà chúng ta thực hành nhiều hay là tạng kinh điển, chỉ nổi cái là tam phước, phước Phật, phước đức, phước trí thì chúng ta thực hành cũng chưa xong, đừng nói chi là thực hành các cái phong môn khác. Đâu phải là chúng ta đi đến đây để chúng ta nghe ca đâu, phải chi sư là ca sĩ á, nghĩa là đi đến cái chỗ cái lễ nào sư cũng ca có một bài thì quý vị nói phải. Đằng này tùy theo cái hội chúng và sư thuyết cho quý vị nghe để mong quý vị tu tập. Ngày hôm nay nhân cái ngày giỗ của ngày quý nhật của Hòa Thượng Giác Chánh, là nguyên viện, là cố viện chủ chùa Vũ Đức, sư thuyết cho quý vị nghe về năm vị thiên sứ. Bây giờ các Phật tử chúng ta, người nào mình nói là
đã nghe pháp rồi riết cũng nhàm. Bây giờ quý vị cho sư biết cái năm vị thi sứ là cái gì đó, năm vị thi sứ là cái gì đó? Và quý vị có biết rằng cái bài pháp và năm vị thi sứ đó là nó có tác dụng lớn cho cái việc tu tập của chúng ta hay không? Lớn lắm thưa quý vị. Người nào mà tu tập mà không biết rõ về cái bài kinh năm thiên sứ do Đức Phật thuyết đó, thì người đó xem như là đứng ở ngoài vách hè của giáo pháp chứ không có được đi vào bên trong giáo pháp. Gọi là thiên sứ không phải là sứ giả của cõi trời, chư thiên đi xuống, mà gọi là thiên sứ tức là đi qua đô tá, là mượn cái danh từ để gọi chỉ cho một cái điềm báo. Và chúng ta nhìn vào cái hiện tượng báo tin đó để chúng ta tự cảnh tỉnh mà tu tập. Cái đó gọi là thiên sứ. Mặc dù nó đi quá đô tá, đi quá là chư thiên, là một vị trời. Nhưng mà ở chỗ này chúng ta phải hiểu nó là một cái điềm báo. Đức Phật thuyết cái bài kinh này cho các vị tỳ kheo nghe, và cả bài kinh đó xuất xứ từ ở Trung Bộ Kinh, bài kinh 129. Đức Phật này giảng rằng: này chư tỳ kheo, với thiên nhãn thuần tịnh Như Lai đã thấy biết có những chúng sanh mà sanh xuống địa ngục do làm các ác nghiệp. Khi sanh xuống dưới địa ngục á, thì Diêm Vương gọi là Yamaraja, tức là người cai quản địa ngục, Diêm Vương mới hỏi chúng sanh tội nhân này kia: khi còn ở cõi người, ngươi có thấy một vị thiên sứ thứ nhất không? Thì người kia đáp: dạ không thấy. Thì Diêm Vương mới nói rằng: nhưng ngươi có thấy những bé sơ sanh chào đời nó phải nằm lăn ở trên phân và nước tiểu của nó hay không? Nó dạ thấy. Thì Diêm Vương mới nói là: mặc dù ngươi thấy, nhưng mà ngươi không có một cái ý nghĩ sanh là khổ. Phải làm các cái thiện hạnh về thân, về khẩu, vĩ để thoát khỏi sự sanh. Để rồi Diêm Vương mới hỏi cái người đó: khi còn ở cõi người, ngươi có thấy thứ hai không? Tội nhân trả lời: không thấy. Diêm Vương mới nói: như vậy ngươi có thấy một người già khi tuổi đã xế chiều, tóc bạc da nhăn, lưng mỏi gối dùng, đứng đi không vàng, ngươi có thấy không? Nói giờ có thấy. Diêm Vương mới nói rằng: dầu cho ngươi có thấy cái người già, nhưng mà ngươi không có cái sự suy nghĩ
ta sẽ cố gắng tu tập giữ cái thiện pháp về thân, về khẩu, về ý để thoát khỏi sự già. Ở Diêm Vương mới hỏi Thi Sa đó, này người kia, ngươi có thấy cái vị thì Diêm Vương mới nói rằng, thế thì ngươi có thấy ở giữa loài người có những người họ bị bệnh tứ đại bất hòa và họ phải đau khổ khi mà mắt tai mũi lưỡi thân tim gan tỳ phế thận bị đau đớn nhức nhối không, họ rên xiết. Nói giờ có thấy, Di Vương nói mặc dù ngươi thấy nhưng mà ngươi không có ý nghĩ rằng bệnh là khổ, ta sẽ thực hành những cái thiện pháp về thân, về khổ, về ý để chấm dứt cái khổ bệnh này. Rồi Di Vương hỏi tiếp, này người kia, ngươi có thấy vị thiên sứ thứ năm, thứ tư xuất hiện ở mọi người không? Nói giờ không thấy. Thì Diêm Vương mới nói rằng, vậy ngươi có thấy người sau khi họ làm ác như là sát nhân, trộm cướp, rồi bị vua bắt được, trói lại, đánh đập, xẻo lỗ tai hay là chặt tay chặt chân, đem tử hình, ngươi có thấy không? Nói giờ thấy. Thì Diêm Vương nói mặc dù ngươi có thấy nhưng mà ngươi không có cái sự suy nghĩ là ta sẽ thực hành những cái thiện pháp, những cái ác pháp để không có bị cái khổ này. Vương hỏi người đó, ngươi có thấy bị thiên sứ thứ năm không? Thì không. Nói vậy ngươi một người không còn tâm thức phải bị bỏ trên đất hay câu sông, ngươi có thấy không? Dạ thưa thấy. Diêm Vương mới nói rằng dầu ngươi có thấy nhưng mà ngươi không có ý tưởng chết là khổ, ta phải thực hành những cái thiện hạnh để chấm dứt cái sự chết. Khi mà Diêm Vương hỏi chất chất người đó về năm vị thiên sứ thì người này im lặng không nói gì cả, bởi vì người này chưa từng làm các cái công đức phước báo. Thế thì Diêm Vương cũng im lặng để cho quỷ sứ, tức là Yama Purusha, là những người làm việc ở dưới địa ngục, lâu kéo nó đi và hành hình. Ở trong bài kinh Thiên Sứ thì Đức Phật mô tả rất nhiều cái cảnh tượng thảm khốc ở dưới cảnh địa ngục. Nhưng mà chúng ta không có, chúng ta không có hay, không có biết. Cho xin ly nước trà nóng không? Xin cái gì thì cho cái đó. Thì thưa quý vị, sở dĩ mà sư thuyết năm cái bài kinh năm thi sứ đó, trong cái ngày lễ quý nhật của bậc ân sư chúng ta, trước đây ngài Hòa Thượng Giác Chánh đã từng là một vị pháp sư từ những năm 72
là hòa thượng đã là vị pháp sư lỗi lạc đi thuyết pháp dạy học chỗ này chỗ kia cho chư Phật tử. Nhưng mà rồi cái định luật vô thường cũng không có thoát khỏi cái sự già, sự bệnh, sự chết. Ngày nay khi mà chúng ta đi đến, chúng ta tham dự cái giỗ, mặc dù chúng ta không trực tiếp, chúng ta thấy cái thiên sứ già, thiên sứ bệnh và thiên sứ chết. Nhưng mà mỗi lần mà chúng ta đến tham dự cái giỗ thì chúng ta phải biết rằng đó cũng là một cái dấu hiệu để báo tin cho chúng ta biết là chúng ta phải bị già không thoát khỏi sự già, phải bị bệnh không thoát khỏi sự bệnh, phải bị chết không thoát khỏi sự chết. Chúng ta phải nhớ luôn luôn như vậy. Phần lớn là bây giờ chúng ta đi đến, chúng ta tham dự cái cuộc lễ, tham dự để cho có tham dự vậy thôi. Rồi chúng ta hùng phước để cúng dường chư tăng chư ni, rồi chúng ta nguyện phước hồi hướng sơ sài như vậy. Nhưng mà chúng ta có bao giờ chúng ta ý thức được rằng mỗi lần mà đi đến tham dự một cái đám ma, một hay là một cái đám giỗ, chúng ta đều phải có sự suy nghĩ ngày nào chưa chấm dứt được sanh tử luân hồi mà còn phải bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết thì ngày đó còn cái sự khổ đau. Cho nên chúng ta mỗi người hãy cố gắng để chúng ta tu tập. Và thưa quý vị, trong cái sự tu tập đó, thì ở trong bài kinh này Đức Phật Ngài mới nhắc cái trường hợp người đó khi thấy thi sứ đến báo tin, nghĩa là cảnh báo cho chúng ta biết. Chúng ta phải bị già, phải bị bệnh, phải bị chết. Liền lập tức chúng ta phải suy nghĩ, nếu còn cái thân nhân loại có cơ hội, ta sẽ từ bỏ những cái ác pháp về thân, về khẩu, hãy tu tập thân thì nghiệp, khẩu thì nghiệp, ý thì nghiệp. Luôn luôn chúng ta phải ý thức như vậy. Mà cái chuyện này thì có lẽ là quý vị sẽ cho rằng cái chuyện nó cũ quá, nói đi nói hoài, nói đi nói lại mãi. Nhưng không, thưa quý vị, quý vị sẽ không bao giờ nhớ, không bao giờ có sự suy nghĩ để mà tu tập. Chúng ta luôn luôn có cái sự dễ vui, luôn luôn có cái sự quên mình. Bởi vì nếu như mà chúng ta tu tập rốt ráo thì chúng ta đã thoát khỏi cái sanh tử luân hồi rồi. Nhưng mà đừng nói chi là cái sự thoát khỏi sanh tử luân hồi, quý vị nhớ là bây giờ chúng ta không có tu tập đó, chúng ta không có tu tập, không có tạo phước, thì đừng nói chi là cái khổ hiện tại hay là cái khổ luân hồi sanh tử. Chỉ nói là sau khi chúng ta chết, chúng ta phải bị sanh xuống dưới địa ngục hoặc ngạ quỷ hoặc súc sanh,
Lúc đó chúng ta chịu khổ, bây giờ chúng ta mới cảm thấy hối tiếc. Thật ra được sanh làm người là một điều khó. Đức Phật này dạy rằng cái chô man manus sapati la phu đôi là phần manus sắp tầng khó được làm người. Mà khi chúng ta là chúng ta khó nghe được chánh pháp, không phải chuyện dễ đâu thưa quý vị. Cái thường tận y duyên của chúng sanh, cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp ở trong quá khứ, chúng ta dễ vui nó queo rồi. Cho nên bây giờ mà ngồi nghe pháp đó thưa quý vị, ngay khi Đức Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn về thuyết pháp, có những người thì ngồi ở tay tái mái lục lội cái này lục lạo cái kia ở trong giỏ. Còn hồi đó thì họ ngồi ở trên mặt đất đó, họ ngồi móc lấy tay họ móc đất chơi vậy đó. Còn có người đó, thì họ ngồi họ nghe pháp mà họ không có yên, họ cứ lắc qua lắc lại hoặc là họ dịp đùi vân vân. Còn có người họ nghe pháp đó, thì họ lo họ ngó bông ở trên bầu trời. Còn có người họ nghe Đức Phật thuyết pháp, họ ngồi họ ngủ gục. Ở ngoài thì tỉnh táo lắm, đi chơi tỉnh táo lắm, nhưng mà vô vào nghe pháp là nhắm mắt là ngủ, không tỉnh được. Chỉ có một người duy nhất là ngồi lắng nghe pháp, thì Tôn giả Ananda đang đứng và hầu Đức Phật, nó bạch Đức Thế Tôn. Vì sao được gặp bậc chánh đẳng giới giác như Đức Thế Tôn là một điều khó, mà được ngồi lại nghe pháp là một điều khó? Thế mà chúng sanh không có chú tâm nghe pháp. Thì Đức Phật đã giải thích rằng tại ngươi không biết, do cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, do tham sân si chi phối, cho nên những chúng sanh đó đã trải qua nhiều kiếp, 500 kiếp sống trong quá khứ, sanh làm con trùng, chỉ là lũi ở dưới đất, môi đất, cho nên tập khí nó quen. Bây giờ ngồi nghe pháp nghe không được, tay chân cứ tái mái vậy. Còn người kia 500 kiếp sống quá khứ đã từng sanh làm khỉ, cái giống khỉ, loài khỉ, cho nên cái tập khí thường cận y duyên quen, ngồi không yên, nó cứ gãi đầu gãi tai, lúc nào nó cũng lắc lư cái người của nó. Chúng ta nhìn thấy khỉ trong sẽ thú nó ngổn yên. Còn người mà ngồi ngó mông trên trời đó là do đời quá khứ họ từng 500 kiếp là người xem thiên văn, cho nên không bao giờ mà họ yên lặng được, không bao giờ họ chăm chú mà nghe pháp được. Vì nào tắt máy dùm. Còn người mà ngủ, Đức Phật mới giải thích rằng là 500 kiếp sống quá khứ họ sanh làm cái loài rắn, cứ là ăn no xong rồi chưa rút trong hang đó, rồi nằm đó ngủ để tiêu hóa thức ăn, cứ như vậy. Mà đời này có gặp Phật đi nữa, Đức Phật ngồi trước mặt cũng không thể nào mà họ chú tâm họ nghe pháp. Cho nên quý vị Phật tử chúng ta đừng nghĩ rằng bây giờ chúng ta sanh ra làm người đẹp trai đẹp gái, hay là chúng ta có cái công việc ổn định là hạnh phúc nhất trần đời, không phải đâu.
Giờ này hạnh phúc cho đời sau nó khổ dài dài thôi quý vị. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta được may mắn toàn diện. Vì sao vậy? Vì chúng ta không thể nào thoát khỏi sự già, không thể nào chúng ta thoát khỏi sự bệnh, và không thể nào chúng ta thoát khỏi sự chết. Con đường đó ai cũng phải đến, nhưng mà chúng ta phải sống như thế nào, phải tu tập như thế nào để khi chúng ta già mà chúng ta vẫn giữ được cái tâm an lạc, không có bị sầu khổ vì sự già. Chúng ta phải tu tập như thế nào để khi mà chúng ta bệnh, chúng ta vẫn an trú với cái tâm niệm về thiện pháp, về Phật ngôn, về giáo pháp, chánh niệm, tỉnh giác. Chúng ta phải tu tập như vậy. Rồi chúng ta tu tập như thế nào để mà chúng ta chết trong lúc lâm chung, chúng ta chết, chết cho sạch, chết cho đẹp, chết cho an tịnh, để chúng ta sẵn sàng đi đến cái cảnh giới tương lai tốt đẹp. Như vậy cái việc tu tập chúng ta chỉ có chừng đó thôi, nhưng mà quý vị thấy là đã là khó làm. Còn một điều nữa là nói đến cái việc tu tập thì các Phật tử chúng ta phải chú ý. Chúng ta có ba cái loại hành, về samachara, kaya samachara là thân hành, thứ hai là vachi samachara là khẩu hành, thứ ba là mano samachara là ý hành. Thân hành tức là cái sự hành động bằng thân, nó có hai, tức là hành động thiện thì nó tạo ra cái cây cái cầm măng là thân nghiệp thiện. Còn nếu như mà hành thân hành ác thì nó tạo ra cái thân nghiệp ác. Khẩu nói lời thiện thì nó tạo ra khẩu nghiệp thiện. Còn khẩu nói lời ác thì nó tạo ra cái khẩu nghiệp ác. Ý suy nghĩ điều thiện thì nó tạo ra ý nghiệp thiện. Ý suy nghĩ điều ác thì nó tạo ra cái ý nghiệp ác. Chúng ta chỉ tu tập ba cái đó đủ rồi. Nhưng mà đừng có ai nói với sư là cái đó dễ quá, ai không biết. Quý vị biết mà quý vị trả cả bài giống như con cát vậy thôi. Cát học nói chứ quý vị có thực hành đâu. Sư thấy là các cái cuộc lễ đi đến đừng nói chi là cư sĩ chen lấn, ngay cả tu nữ của mình nè đi bát còn chen lấn giành giật. Còn mấy ông sư đó thì đi bát còn đánh, còn lấy bát đập đội với nhau, thì hỏi vậy mình tu tu cái gì? Cho nên đừng có nói là tu thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp là dễ tu. Thưa quý vị, khó lắm, không phải dễ đâu. Sư lời thuyết pháp sư hay nói thẳng, nhưng mà các học trò đệ tử sư thì sợ sư bị quan trái cho nên cứ cản hoài. Nhưng mà sư nói cản không cho nói để riết mà hư, không ai dám nói. Do đó cho nên sư phải nói. Sư biết sớm muộn gì sư cũng phải chết thôi, nhưng mà sư phải làm tròn cái trách nhiệm của mình là nên để hướng dẫn cho Phật tử chúng ta tu tập cho nó đàng hoàng. Bây giờ tu tập thân nghiệp thì quý vị nhớ thế này nè, luôn luôn chúng ta nhớ, hễ mà chúng ta gặp cái người, gặp đứa bé sơ sanh mới chào đời nó yếu ớt, nó nằm đó, chúng ta nghĩ đây là một thiên sứ báo hiệu cho ta biết sanh là khổ. Bây giờ mình phải ráng tu tập để thoát khỏi cái sự sanh.
Gặp cái người già nua, chúng ta đừng có cười, đừng có chê là già lẩm cẩm. Mình già tới nơi rồi đây nè, mình cũng bị già. Do đó cho nên chúng ta gặp, chúng ta nghĩ thiền sư đã báo tin cho ta biết ta phải bị già, không thoát khỏi sự già. Rồi mình lo mình tu, thấy một người bệnh hoàng hoại, nhiều khi mình gớm ghiếc, mình nghĩ là mình sẽ khỏe mạnh, không đâu thứ gì. Phải biết rằng thiền sư báo tin cho biết ta phải bị bệnh, không thoát khỏi sự bệnh. Gặp một cái người họ do cái hành động bất lương, hành động ác mà họ phải bị tù đài hay bị đánh đập giả man, thì chúng ta phải nghĩ rằng thiền sư báo tin cho ta biết nếu mà ta hành động ác ta cũng bị cái khổ đó, cho nên phải tránh đi. Gặp một người chết chúng ta cũng suy nghĩ thiền sư báo tin. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nói thiệt quý vị, là thiền sư báo tin cho chúng ta không biết bao nhiêu mà nói. Một lần nữa sẽ nhắc cho quý vị như thế này. Cho đến cái thời kỳ mà sau thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Maitreya, tức là Đức Phật Gautama, tức là Đức Phật hiện tại của chúng ta đó, giáo pháp đến 5.000 năm. Hết 5.000 năm đó thì trải qua thời gian rất lâu, sẽ có một vị Phật xuất hiện, Phật thứ năm, vị Phật cuối cùng trong quả đất này, gọi là Maitreya. Thì hết giáo pháp của Đức Phật Maitreya, thì lúc bây giờ trải qua thời gian lâu thì cái quả đất này nó nóng lên. Mặt trời thứ nhất, bây giờ mặt trời thứ nhất, mặt trời thứ hai xuất hiện. Chưa chi cả mà giờ khoa học họ báo cho biết là có nhiều mặt trời xuất hiện rồi đó. Bởi quả đất nóng ghê lắm thưa quý vị. Nhưng mà chưa tới đâu. Và cho đến một thời gian khi mà còn cỡ khoảng chừng 10.000 năm á, nó mới cháy. Thì lúc bây giờ có một vị Phạm Thiên xuống dưới cõi người thông báo, thông báo cho tất cả nhân loại biết còn 10.000 năm nữa quả đất này thiêu hủy, cho nên phải ráng lo tu tập để mà sanh lên. Cho nên thưa quý vị, lúc đó chúng ta đã quen rồi, cho nên lúc đó chúng ta hành thiền, chúng ta đắc thiền sanh lên cõi Phạm Thiên cao hơn nữa, thì chúng ta mới được tu. Còn bây giờ thì trước mắt chúng ta là năm vị thiên sứ này hành, thì chúng ta cố gắng chúng ta tu tập đi. Thực ra thưa quý vị, chúng ta đừng có bỏ phí thời gian. Xin nghĩ thì chúng ta đừng bỏ phí thời gian. Ngoài cái thời gian mà chúng ta cơm áo gạo tiền, từ ngoài cái thời gian đó ra đó, thì tất cả các vị tu nữ, các Phật tử chúng ta phải chú ý tu tập thân không làm ác, những hành động nào hại mình hại người không làm, những hành động nào dù có lợi cho mình mà có hại cho chúng sanh khác cũng đừng làm, những hành động nào dù có lợi cho chúng sanh khác nhưng mà có hại cho mình thì cũng không nên làm, lời nói nào hại mình hại người đừng làm, đừng nói, lời nói nào lợi mình nhưng mà hại người đừng nói, lời nói nào lợi người mà hại cho mình thì cũng đừng nói. Còn cái tư tưởng nào mà có hại cho cả hai thì chúng ta không nên suy nghĩ. Chỉ vậy thôi thưa quý vị, tu tập vậy thôi. Cho nên chúng ta hạn chế bớt cái thân hành sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đánh đập chúng sanh khác.
đã thương chúng sanh khác bằng gậy gộc, bằng đao kiếm. Cái tâm sân đó thưa quý vị, nó nguy hại lắm. Nathido sát Sambukali không có cái lỗi nào bằng sân hận. Nathido sát Sambugaho không có cái sự cố chấp nào bằng cái sân hận. Mình không có tu để tâm sân nó khởi lên thưa quý vị là chúng ta dễ hành động ác lắm. Nguy hiểm. Tâm thao của vị nó sẽ khiến cho chúng ta hành động ác, đi trộm cắp, tà dâm. Có những người họ vì muốn ăn món ngon tươi sống mà họ giết hại những cái sinh vật còn sống để họ nấu thành thức ăn, ăn cho nó ngon, cho nó bổ, cho nó khoái khẩu. Cái đó là không nên. Rồi miệng, cái lời nói của chúng ta, chúng ta cố gắng chúng ta tránh cái khẩu nghiệp ác, là chúng ta đừng bao giờ nói dối. Đức Phật ngài dạy ra hô lá này, ra hô lá, con nên học tập rằng ta không nói dối, dùng nói dối để mà chơi. Cái lời nói năm thọc cũng là một cái khẩu nghiệp ác. Chúng ta đừng vì cái sự ích kỷ, cái sự ghen tức mà chúng ta đâm thọc bên này, đâm thọc bên kia cho hai bên bất hòa với nhau. Mình đứng ở giữa, mình cười, mình đắc thắng. Sau này chúng ta sẽ bị mang cái quả nghiệp đó, thì trong tương lai chúng ta sẽ khổ dài dài. Rồi chúng ta đừng có nói những lời độc ác, mắng giết chửi rủa người khác. Bởi vì khi mà người khác dùng cái bạo với mình, mình không có quan hỷ, không có vừa lòng, không có dễ chịu, thì mình phải lấy mình ví dụ. Thế là mình nói những cái lời độc ác với người khác thì cũng sẽ khiến cho người khác khó chịu, bực bội. Cho nên chúng ta phải tu tập cái khẩu nghiệp thiện, là chúng ta một là cái lời nói độc ác, hai là chúng ta gọi là tâm từ. Nhất là ở đây trong Pháp Cú Kinh Đức Phật này có dạy đó, và người rất xa, tức là cẩn thận, là vô cái sự nó đang chúng ta, nó gặm nhấm. Bây giờ chúng ta không, chúng ta ngồi mà chúng ta ngộ vô ích, chúng ta nói những cái chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện ông năm bảy ở trong xóm xấu tốt như thế nào đó, chúng ta bảo nó có lợi ích gì. Thôi chúng ta đừng có bàn đến cái chuyện thiên hạ, chúng ta phải lo cái chuyện của mình kìa. Cái chuyện của mình là cái chuyện bị già, bị bệnh, bị chết. Cái chuyện đó mới là nhức nhối. Cái chuyện đó chúng ta phải cố gắng để mà chúng ta áp chế, chúng ta phải dứt trừ. Cho nên đó, nó tốt lại là đề cập đến hai vấn đề thôi. Vấn đề thứ nhất, quý vị lưu thấy đứa bé, thấy một người già, một người bệnh, một người chết và một người đang bị hành phạt do ác, thì chúng ta cần phải hiểu rằng thiên sứ báo tin cho chúng ta biết là ta phải hành thiện,
từ bỏ điều ác. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta hành thiện là như thế nào? Tức là chúng ta không nên tạo cái thân nghiệp ác, khẩu nghiệp ác, ý nghiệp ác, mà chỉ nên tạo, tu tạo cái thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện thôi. Quý vị dành ra hết cái thời gian quãng đời còn lại đó để mà chúng ta tu tập như vậy. Atanaje viyan janya rakhayanam surakhitam tin năng anh nhà tăng gia măng bát tích chất gây giáp bà đi tô. Đức dạy rằng nếu biết thương yêu chính mình, hãy bảo vệ mình, người trí trong ba canh, tức là cái canh cuối của cuộc đời là lão niên, chúng ta đều phải sống tỉnh thức, luôn luôn có chức giác ngộ tu hành, thì như vậy chúng ta mới đưa đến cái tốt đẹp cho chúng ta. Chỉ đơn giản để thôi chứ gì. Thì ở đây đó, trong ngày hôm nay cái ngày giỗ của Hòa thượng Pháp sư Giác Chánh, chúng ta đến chúng ta tham đây, một cái là chúng ta cũng nhớ đến những gì ngài đã dạy lúc mà sanh tiền ngài về điển, và thứ hai nữa là chúng ta đến đây để chúng ta bày tỏ cái lòng tri ân sư và ngày trong thì giờ khó để bày tỏ cái lòng tri ân có ơn đối với bậc là từ nay về sau tụng tâm, tức là suy soạn tóm tắt đầu đề tăng luật cái phần tăng vẫn theo cái truyền thống đó thì ngài rất là quan hỷ. Vì Phật ta cũng nên có cái sự quan hỷ và tùy hỷ theo công của chư tăng đã làm. Thì thời pháp hôm nay đến đây cũng vừa thích hợp với thời gian, thì xin dứt lời ở đây. Quý vị luôn được sẽ vui tiến hóa tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.